ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Gì vậy? Hả? Làm gì dòm em dữ vậy? Anh có dòm em đâu. Em mới phát hiện ánh mắt của anh dòm em. Ủa vậy từ nãy giờ em cũng dòm anh đó. Nào, chứ em không dòm anh sao biết được là anh dòm em. Thôi 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 đừng có lừa mình nữa, anh sợ lắm. Sao? Hả? Em thấy nơi này có hợp với sở thích của em không? Cũng tạm. Cũng tạm thôi hả? À, tiếc ghê. Tại vì khả năng của anh đến đây thôi à. Nhưng mà anh chắc chắn luôn là không ai có thể tìm được một nơi nào khác tốt hơn nơi này đâu. Trời ơi, anh tự tin quá ha. À, mà xin lỗi em nghe. Vụ gì? Thì tối về rồi còn làm phiền em nữa chứ gì. Đâu có sao đâu, em thích vậy mà. À hả? Không phải, ý em nói là đây đâu phải là lần đầu tiên em đi chơi đâu. À. Sao tự nhiên em nhìn anh kỳ vậy? Em có chuyện này muốn hỏi. Ờ thì em cứ hỏi đi. Nhưng mà anh phải trả lời thật nha. Rồi. Anh đang theo đuổi em đúng không? Em hỏi cũng hơi thẳng quá hả? Thì tính của em vậy mà, nghĩ sao nói vậy thôi. À, đúng. Rồi sao? Vậy anh có nghĩ mình có cơ hội không? Có hay là không không phải là vấn đề. Vấn đề là phải biết làm sao để cho cơ hội tự tìm đến mình. Mà tìm đến rồi cũng chưa quyết định được nữa. Điều quyết định là có biết nắm bắt hay không, có biết sử dụng nó như thế nào cho tốt nhất hay không. Anh đúng là tự tin á. Tự tin đến mức ngông cuồng. Quá khen rồi. Đây. Cảm ơn anh vì buổi tối ngày hôm nay. Chẳng phải anh đã nói với em là chính mình mới là người tạo ra cơ hội hay sao? Thôi cũng khuya rồi, anh không phiền nghỉ ngơi nữa. Anh về đây, hôm khác anh sẽ gọi cho em. Dạ, mai anh. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Mẹ. Tăng Tăng. Con chào mẹ. Trễ quá vậy hả? Rồi con không đi tập thể dục được luôn vậy đó hả? Dạ thôi hôm nay hơi trễ rồi, con nghỉ tập bữa. Ôi, mẹ uống sữa đi. Ủa sao có một phần vậy mẹ? Mọi người đâu? Mọi người ăn hết rồi, uống hết rồi, anh Tùng đi học luôn rồi đó. Con muốn ăn sáng không? Để mẹ làm đồ ăn sáng cho con. Thôi trễ rồi, con uống miếng sữa con đi học luôn. Ừ. Dạ. Hả? Bây giờ con mẹ cười vậy? Mẹ sung sướng. Trời đất ơi, mẹ nhìn con mẹ sung sướng. Ôi ôi, mẹ nhìn con á mà mẹ tưởng tượng á, mới đây thôi đó, thiệt luôn á, mới đây thôi mẹ nhớ là mẹ còn ẵm bồng con nè, rồi hả con còn ngủ trên bụng mẹ nữa. Ủa vậy mà bây giờ lớn. Trời đất ơi. Rồi á, nè, sắp sửa lớn rồi, có người yêu nè, rồi lấy chồng nè, rồi bỏ mẹ nè.
Trời ơi, mà con có biết Dũng đẹp lắm không Kim Anh? Ôi con lạ lùng lắm, cái nét đẹp của con nó không đụng hàng ai hết trơn á. Mẹ này, con gái của mẹ mà, phải đẹp thôi. Ừ mà sao con giống ba con dễ sợ luôn á. Mẹ nhìn mặt con mẹ không muốn đi lấy chồng luôn á. Sao vậy? Tại vì mẹ nhớ ba. Mẹ cậu thấy nếu mẹ làm điều gì đó mẹ sẽ có lỗi với ba. Nói nghe nè, con cái điều gì muốn nói với mẹ không? Con đâu có gì đâu. Không có luôn á hả? Có, mẹ biết là có luôn á. Không có. Con chờ đi. Không có mà mẹ. Tùng nó nói là con có điều gì muốn nói với mẹ. Anh Tùng nói. Thôi, anh Tùng nói bậy bạ đó. Anh Tùng nói đúng. Đúng gì mẹ? Chừng nào á con dắt thằng đó đến nhà cho mẹ coi mặt nó, mẹ biết mặt biết mũi nó coi coi. Dạ. Cái thằng mờ đó, thằng đó đó. Nhưng mẹ, mẹ thấy hả? Thấy hết luôn, biết luôn á. Mẹ không có. Sao? Làm sao? Bạn có thôi à, mới bạn tìm... Bạn sao? Mới tìm hiểu thôi à. Trời ơi, mới tìm hiểu thôi à. Mới tìm hiểu mà ngồi đi đi cái xe phân khối lớn vậy đó ha. Xong rồi ngồi sau lưng ha. Rồi nó thắng kịch cái ôm hoài quấn quýt vậy đó hả? Không có. Trời đất ơi, đó là mới tìm hiểu nha. Còn bây giờ tỉ dụ đi, trong trường hợp bà yêu rồi chuyện gì xảy ra? Không dám đâu, mẹ yên tâm đi. Con không phải là người phụ nữ nhẹ dạ đâu. Nhớ nghe, con phải nhớ. Đã là phụ nữ là phải trung trinh tiết liệt. Ủa, là sao mẹ? Trung trinh tiết liệt là sao? Trời đất ơi, tụi con đi học mà không có biết cái chữ này hả? Trung trinh tiết liệt mà không biết là sao? Trung là trung thần, trinh là trinh trinh tiết. Còn tiết á, là nếu mà nó theo hiểu theo một cái nghĩa nào đó thì tiết nó là máu đó. Người ta kêu tiết canh đó, con hiểu chưa? Liệt là liệt giường. Ủa? Sao? Trung... Nói tóm lại là mẹ cũng chưa có rành lắm. Hồi đó mẹ có đi học, mẹ học rồi. Sao mẹ nhớ măng má? Tại vì lâu quá rồi, cái kiến thức đó mình không có cập nhật. Bởi vậy á, mọi người nói phải học, học hoài, học mãi luôn. Con ngưng học là coi như con thất học đó. Mẹ này. Mẹ, mẹ nói nè. Dạ. Người phụ nữ con phải nhớ nha. Có bất cứ chuyện gì xảy ra là cái người hứng chịu hậu quả cũng là người phụ nữ. Cho nên mình phải suy nghĩ trước sau, đắn đo, rồi mình quyết định làm một điều gì đó. Giờ mẹ chỉ nè, bất cứ lúc nào mà con chuẩn bị nhắm mắt đưa chân là con phải tưởng tượng đến mẹ. Một người mẹ lúc nào cũng dõi theo và lo lắng cho con. Con hiểu chưa? Mẹ này kỳ quá, không có gì hết mà. Con là đứa con gái duy nhất của mẹ. Dạ. Con mà xảy ra chuyện gì thì cái bà già này sẽ là người chết trước con. Nè, bà dân kia, tại sao bà lại sử dụng hai chữ bà già ở đây? Bà có biết rằng lúc nào tôi cũng ganh tị với bà vì cái nhan sắc và cái sự trẻ trung của bà không? Tôi cấm bà, từ ngày hôm nay bà không được nói hai chữ bà già nữa. Bà nghe rõ chưa? Tôi đã nghe rõ rồi, cô Kim Anh à. Hai cô nịnh thiệt là khéo quá đê. Trời ơi, con thương mẹ quá. Nói nghe nè. Dạ. Con thương mẹ. Dạ. Con có biết mẹ thương con nhiều hơn không? Dạ tiếp. Kiểm tra ba lô chưa? Ủa? Mới bơm máu. Trời ơi. Trời ơi, mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả.